Trong trưa và chiều nay ngày 24 tháng 2, báo Sài Gòn Giải Phóng, ban tổ chức giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam đã đến sân bay Tân Sơn Nhất để đón các cầu thủ và gia đình tham dự lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2022. Các cầu thủ lần lượt có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Văn Quyết, câu lạc bộ Hà Nội, Nguyễn Hoàng Đức, câu lạc bộ Viettel, ông Nguyễn Văn Lương và bà Hoàng Thị Thoa, bà mẹ cầu thủ Hoàng Đức. Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang và huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đều thuộc câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Các cầu thủ và gia đình sau khi đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ được ban tổ chức sắp xếp nghỉ ngơi tại khách sạn Red. Các cầu thủ Văn Quyết, Hoàng Đức, Thùy Trang đặc biệt gửi lời cảm ơn đến báo Sài Gòn Giải Phóng, đơn vị tổ chức giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam đã đón tiếp chu đáo, nhiệt tình. Đồng thời các cầu thủ đã trải lòng về sự nỗ lực của mình trong năm qua, phấn đấu để có thể giành được danh hiệu cao quý. Trong đó đặc biệt là cầu thủ Trần Thị Thùy Trang, người được giới truyền thông gọi với biệt danh là người không phổi của tuyển nữ Việt Nam. Lần đầu tiên Thùy Trang đến với quả bóng vàng Việt Nam, nữ cầu thủ đã vô cùng xúc động và vui mừng. Đây là lần đầu tiên Trang tham dự giải quả bóng vàng. Rất là vinh dự đối với Trang cũng như là tất cả các cầu thủ mà được vinh danh. Giải thưởng quả bóng vàng là giải thưởng rất là lớn để vinh danh các cầu thủ mà đạt thành tích tốt trong năm. Đây là một cái động lực lớn để cho các cầu thủ như Trang để cố gắng và nỗ lực hết sức mình để cống hiến cho bóng đá của Việt Nam. Cá nhân Quyết thì Quyết rất là cảm ơn đến bên báo Sài Gòn Giải Phóng đã đón tiếp Quyết rất là chu đáo. Đối với Quyết thì bóng đá nó luôn luôn thúc đẩy và luôn luôn in sâu vào trong máu của Quyết. Quyết luôn luôn nỗ lực để được sự ghi nhận của giới truyền thông cũng như ban luyện cũng như các anh em cầu thủ. Cảm thấy rất là vui cũng như là mọi người đã hỗ trợ Đức cũng như là những người có mặt trong buổi lễ ngày mai rất là nhiệt tình. Đức cũng đang rất là háo hức và chờ đợi cho buổi sự kiện ngày mai. Không phải riêng gì năm nay đâu, vì Đức thấy hầu như tất cả mọi năm nếu mà ai mà đã được đến tham dự cái lễ quả bóng vàng này thì đều rất là vinh dự và rất là tự hào khi có mặt ở đó và được chứng kiến những người mà có thể giành được danh hiệu cao quý nhất như là quả bóng vàng. Cái thành công nhất của Trang trong năm 2022 đó là cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ thành công cúp quốc gia và giải vô địch quốc gia năm 2022 và cùng đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết thế giới năm 2023. Lần đầu tiên mà Việt Nam lọt vào vòng chung kết World Cup 2023 đó là một vinh dự rất là lớn và một niềm tự hào. Riêng bản thân Trang cũng như tất cả các cầu thủ là chưa từng nghĩ tới, nhưng mà Trang cùng các đồng đội đã lập lên kỳ tích đó. Đó là cái niềm vui sướng và rất là hạnh phúc đối với Trang. Với lứa tuổi 35 thì ngoài sự nỗ lực của bản thân thì phía sau Trang luôn có nguồn động lực rất lớn là từ phía gia đình và bạn bè cũng như là sự hỗ trợ rất lớn của đồng đội cũng như ban huấn luyện, nên Trang có được cái thể lực, nền tảng thể lực cũng như kỹ chiến thuật tốt có được thành công như ngày hôm nay. Với Quyết thì dù được danh hiệu nào đi nữa thì bản thân Quyết cũng cảm thấy rất là tự hào vì trong năm 2022 vừa qua Quyết đã nỗ lực cùng câu lạc bộ Hà Nội cũng như đội tuyển quốc gia. Quyết và các em đã nỗ lực hết mình vì bóng đá. Và ngày hôm nay bản thân Quyết và các em được vinh dự đến đây cũng là cái tự hào. Dù ai được đi nữa thì cũng cảm thấy tự hào vì một năm mình đã nỗ lực hết mình vì bóng đá. Ở năm vừa rồi thì với cá nhân Đức cũng như là câu lạc bộ cũng như là đội tuyển cũng chưa được thành công cho lắm. Nhưng mà Đức cũng đã học hỏi rất là nhiều và rút ra là rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân để năm nay cũng như nhiều năm tiếp theo sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa và cần những cái điểm gì mình có đang yếu để mình khắc phục. Về cái hành trình sắp tới của Trang cũng như đội tuyển là sẽ cố gắng và tập luyện và thi đấu, sẽ nỗ lực hết sức mình. Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam ra biển lớn thì Trang nghĩ là toàn đội sẽ cố gắng và nỗ lực hết sức mình để thi đấu giành
một kết quả nào đó dành cho một cái, như một món quà dành tặng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Năm nay các đối thủ cạnh tranh với của giải đấu thì mọi người ai cũng nhìn thấy là từ Công an Hà Nội, từ Bình Dương, từ Bình Định cho đến Viettel, những đối thủ cạnh tranh rất là khao khát giành những cái chức vô địch. Thì với Quyết đầu tàu của Hà Nội thì Quyết sẽ luôn luôn nỗ lực, luôn luôn cùng các anh em của đội bóng để đạt được những cái thành tích. Mong rằng là sắp tới đây thì đội tuyển quốc gia, dù có mình cá nhân mình có được tin tưởng hay không tin tưởng, thì mong rằng đội tuyển quốc gia sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm 2023. Sau khi giành quả bóng vàng năm vừa rồi thì Đức cũng đã có chia sẻ là đó là động lực cho những năm tiếp theo của Đức để phấn đấu hơn nữa và cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa. Có cơ hội thì Đức sẽ luôn sẵn sàng ra nước ngoài thi đấu và thử sức để biết được khả năng như bản thân của mình đang ở đâu. Hẹn gặp các bạn vào giải thưởng quả bóng vàng 2022 vào ngày mai nhé. Hẹn các bạn tại lễ quả bóng vàng vào ngày mai nha. Hẹn gặp các bạn tại quả bóng vàng Việt Nam 2022 vào ngày mai tại nhà hát Bến Thành.